khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 10, Công an phường Yên Ninh, đô thị Yên Bái, tỉnh Yên Bái chiếm được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà ở tổ dân phố số 9. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lượng tác dụng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Danh tính nạn nhân bị sát hại được xác định là chị Nguyễn Thị Quận 1976. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng đối tượng và nghi ngại Nguyễn Hải L. 1971, chồng cũ chị Quận, chính là thủ phạm nên đang tiến hành truy bắt. Một nhân chứng cho biết, có thể án mạng xảy ra xuất phát từ ghen tuông tình ái. Được biết chị Nguyễn Thị Quận kết duyên với L. Họ có với nhau hai người con trai. Đến năm 2018 thì hai phi tần chồng ly hôn, chị Quận giành quyền nuôi cả hai con. Vụ việc đang được công an tỉnh Yên Bái kế tiếp điều tra làm rõ.